Chào mọi người, mình là Mai Công Nguyễn, là bác sĩ gia đình, hiện đang practice ở tiểu bang Oklahoma. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người những cái dòng suy nghĩ của một người bác sĩ gia đình khi mà có một người bệnh nhân bị bệnh, thì quý vị sẽ suy nghĩ như thế nào để quyết định đem con hoặc là người thân của mình vào văn phòng bác sĩ, vào urgent care hay là vào phòng cấp cứu. Thì cái dòng suy nghĩ ví dụ như là chúng ta đang vào cuối tuần đi ha, thì bác sĩ gia đình của mình, văn phòng bác sĩ gia đình đã đóng cửa rồi, thì bây giờ chúng ta thường thường cái thông thường nhất là chúng ta sẽ gọi để mà hỏi ý kiến của bác sĩ gia đình của mình, như tới bây giờ thì mình cần làm điều gì. Ví dụ như là bác sĩ gia đình không có người on call chẳng hạn, thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta phải đợi ngày mai để đến gặp bác sĩ gia đình của mình, chúng ta vào urgent care hay là chúng ta vào emergency room. Thường thường xảy ra, mình có những người bạn, những các chị hay gọi: Mai ca ơi, bây giờ bé nó bị như thế này nè, bây giờ chị đem bé vào phòng cấp cứu hay là cho bé vào urgent care hay là emergency room, hay là chị đợi tới ngày mai, ví dụ như bé bị đau bụng chẳng hạn. Thì để mà làm một cái quyết định thì mình sẽ hỏi rất là nhiều câu hỏi. Thứ nhất là bé có sốt hay không, bé bị đau bụng đã bao lâu rồi, đau âm ỉ hay là đau đột ngột, và cái lượng đau nó như thế nào, từ 1 tới 10 thì bé đau có nhiều hay không. Tại vì như thế nào, ở trẻ em thì đau bụng ói mửa cũng có thể là những cái virus thông thường chẳng hạn, rồi chúng ta gọi cái lay term là stomach bug, hoặc là cũng có thể bị ruột thừa chẳng hạn. Cho nên chúng ta xem là con em của mình đau bao lâu và càng ngày cái trọng lượng nó càng nhiều hay không. Cái quy luật của mình thì nếu như mà những cái để ví dụ như là cuối tuần, những cái bệnh nào mà chúng ta nghĩ có thể giải quyết trong văn phòng bác sĩ của mình, tức là bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ pediatrician được, thì chúng ta có thể vào phòng urgent care. Còn nếu như mà chúng ta nghĩ là phải cần xét nghiệm máu, hoặc là cần siêu âm, hoặc là chụp x-ray, chụp CT, chụp MRI, thì chúng ta nên đi vào emergency room. Và cái trọng lượng, nếu như mà bệnh tùy theo là cái cấp độ nặng hay là nhẹ, chúng ta có để đợi được ngày mai hay không. Và sốt ở trẻ em là một trong những câu hỏi mà mình sẽ hỏi. Và một câu hỏi nữa là trẻ có ăn uống tốt hay không, và có đi tiêu tiểu tốt hay không. Đó là những cái câu hỏi mà để giúp mình chẩn đoán bé nó bệnh nặng như thế nào. Ví dụ như chúng ta đang vào cái mùa cảm cúm chẳng hạn ha, thì thường thường bé sẽ bị sốt. Thường cảm cúm thì chúng ta có những triệu chứng thông thường như là sốt nè ha. Và thế nào là sốt? Sốt á, tức là chúng ta phải trên 100.4 độ F thì sẽ là sốt ha. Còn có thể là bé bị gần như vậy, 99 hoặc là 100.0 thì cũng chưa hẳn là sốt nữa. Khi chúng ta cho bé đắp mền nhiều, mặc quần áo nhiều thì bé có thể có một cái nhiệt độ cao nhưng mà chưa hẳn là sốt. Vào mùa cảm cúm này thì bệnh cảm cúm có thể tùy theo cái chất đề kháng của mỗi người. Có thể là một người trải qua cái cơn cảm cúm flu rất là có thể trong vòng 3 đến 5 ngày thì hồi phục lại, nhưng mà cũng có thể nhiều người là có những cái triệu chứng nặng hơn như là khó thở nè, rồi trở thành pneumonia, infection trong cái phổi của mình, và dẫn tới là organ failure, những cái bộ phận khác ở trong người sẽ bị ảnh hưởng tới và cũng có thể dẫn tới tử vong. Quan trọng nhất khi mà chúng ta bị cúm là có một người thân đã ở bên cạnh với mình trong những ngày bị cảm cúm, và mình make sure là có một người nào đó để chăm sóc và để quan sát và chăm sóc trong những ngày bệnh như vậy. Có những cái triệu chứng nào mà mới thì nên
cho người thân của mình vào phòng cấp cứu. Những cái nguy cơ là chúng ta là người bệnh có thể khó thở nè ha, nhiệt độ rất là cao, không ăn uống được, đau ngực, cảm thấy chóng mặt, confused, cảm thấy bị hôn mê chẳng hạn, thì đó là những cái triệu chứng rất là quan trọng chúng ta phải cho người thân của mình vào phòng cấp cứu. Và ở trẻ em nữa thì một cái quy luật mà chúng ta phải biết, tức là trẻ em sơ sinh trong vòng 30 ngày từ khi ngày lọt lòng mẹ mà trẻ em bị fever, bị sốt, thì nhất định là các mẹ và các ba phải dẫn các em vào phòng cấp cứu. Tức là, và mình thường là thận trọng hơn nữa trong vòng 3 tháng đầu mà trẻ em bị sốt, mình rất là quan tâm tới. Có thể là trẻ có thể bị tay giữa, ear infection bình thường, có thể là trẻ bị UTI. Nhưng mà một cái mà chúng ta không có muốn miss, không có muốn bỏ qua là bị meningitis. Tại vì khi mà trẻ được sinh ra sẽ được expose những cái bacteria như là E. coli nè, strep nè, group B strep. Thì những cái bacteria này trẻ mới sinh ra trong vòng 30 ngày thì có bị sốt, thì các ba các mẹ nhớ là phải dẫn trẻ vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Ok, và những cái chấn thương nhẹ như là bị đứt tay, đứt chân, common cold, bị đau cổ họng, thì chúng ta cũng có thể vào urgent care. Những cái những cái complaint như là đau ngực đó, rất là quan trọng. Đau ngực, đau đầu, headache, sudden onset headache, một cách đột ngột và một cách ở cái trọng lượng cao đó, thì chúng ta phải cần vào phòng ER. Và những cái triệu chứng như là bị stroke, bị heart attack, tức là bị không có nói chuyện được, tay chân thì có thể là một cánh tay, một cánh chân bị yếu đi, và heart attack tức là chúng ta bị đau ngực, khó thở, chóng mặt, buồn nôn. Đó là những cái triệu chứng mà chúng ta phải cần vào văn phòng cấp cứu. Để mình có cơ hội để làm việc văn phòng ở outpatient, ở văn phòng bác sĩ gia đình ngoài outpatient, và làm việc ở urgent care ở Florida, và mình cũng làm thêm ở emergency room, cho nên mình quan sát được những cái bệnh nào mà chúng ta cần, bệnh nhân cần đi tới cho đúng nơi để mà chúng ta không có bị trễ nải cái việc mà chăm sóc bệnh nhân. Cái quy luật nếu như mà cần xét nghiệm máu đó, cần chụp x-ray, ultrasound, MRI, CT thì cần nên đi vào emergency room. Những cái bệnh nào nó nhẹ đó thì chúng ta có thể là đợi tới ngày mai hoặc là vào urgent care khi mà phòng bác sĩ của mình không có làm việc. Thì đó là những cái chia sẻ của mình. Nếu như mà mọi người có câu hỏi nào mình có thể trả lời được thì mọi người có thể comment, mình sẽ cố gắng hết sức để có thể trả lời cho mọi người biết. Đây là những cái chia sẻ một cách từ kinh nghiệm. Nếu như mà quý vị nào không có chắc chắn thì chúng ta nên gọi bác sĩ của mình để mà được hướng dẫn thêm. Mình thân chúc tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Quan trọng nhất là chúng ta phải ăn uống, tập thể thao và ngủ đủ giấc, tinh thần thoải mái, thì quý vị sẽ có được một cái sức khỏe tốt và có được một cái đời sống vui vẻ. Mình thân chúc tất cả mọi người được thật là nhiều sức khỏe và có một đời sống thật là vui vẻ, và cảm nhận được tất cả những điều tươi mới và tốt đẹp của cuộc sống của mình. Thân chào tất cả quý vị.